Nhận định bóng đá Man City với West Brom. 3 giờ ngày 16 tháng 12, đang tìm kiếm lại cảm giác vùi dập đối thủ sau những trận đấu mà hàng công thể hiện khá thất vọng thì Man City được gặp West Brom, đội bóng có hàng thủ kém nhất từ đầu giải. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để đội quân của Pep Guardiola tập bắn, cập nhật đội hình ra sân tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cuộc đối đầu này diễn ra giữa hai đội bóng chênh nhau 10 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng thực lực của cả hai có lẽ còn vênh nhau nhiều hơn thế. Man City dù sao vẫn đang là thế lực hàng đầu của Premier League, chỉ là họ không còn đáng sợ như chính họ ngày trước. Trong khi đó, West Brom đơn giản là đang ngược về chuyến tàu Championship. Chứng kiến đội bóng này thi đấu, nhiều người đều chung nhận định rằng việc West Brom rớt hạng có lẽ chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Từ đầu mùa, West Brom mới thắng được 2 trận trên mọi đấu trường, còn lại thua tới 9. Tại Premier League mùa này, West Brom mới giành 6 điểm sau 12 trận, trung bình 0,5 điểm mỗi trận. Nếu cứ với tốc độ này thì họ chỉ có 19 điểm khi mùa giải hạ màn. Nên nhớ năm ngoái, Norwich tệ nhất cũng giành được 21 điểm. Nói qua để thấy tình hình với West Brom đang u ám đến nhường nào, và tập thể này cũng không chứng tỏ được rằng họ có quyết tâm vượt khó. Các trận gần đây, họ có dấu hiệu buông xuôi. Đó là lý do West Brom thủng lưới nhiều nhất giải, hơn cả đội xếp dưới họ trong bảng xếp hạng là Sheffield United. Trước chuyến hành quân đến sân Etihad, chẳng có tín hiệu nào cho thấy West Brom có khả năng giành được một điểm, nhất là khi Man City đang hạ quyết tâm trở lại đường ray chiến thắng sau khi bị Man United cầm hòa 0-0 trong một trận cầu nhạt nhẽo. Từ đầu mùa, cứ sau mỗi một trận hòa hoặc thua, Man City lại trở lại mạnh mẽ. Họ vùi dập Marseille sau khi bị West Ham cầm hòa. Họ thắng Burnley 3-0 sau cú ngã sốc 2-5 trước Leicester, rồi nhẹ nhàng hạ Fulham 2-0 sau khi bị Porto cầm chân tại Champions League. Lần duy nhất Man City không thắng 2 trận liên tiếp là khi họ thua Tottenham 0-2, trước đó hòa Liverpool 1-1. Nhưng rõ ràng một West Brom lụt bại không thể so bì với Spurs đang trên đỉnh cao phong độ. Bởi vậy, nguy cơ West Brom bị vùi dập tan tác là rất lớn. Nên nhớ, 17 trận gặp nhau gần nhất, West Brom hòa 1, còn lại thua đến 16 và không trận nào nhận ít hơn 2 bàn thua trước Man City. Một cặp đấu quá thiếu cân bằng, báo hiệu một trận đấu dễ dàng cho Man City. Hôm nay, nhiều khả năng Aguero cũng sẽ tái xuất sau khi anh vắng mặt ở trận hòa MU. Chắc chắn sự sung sức của anh cùng với quyết tâm vùi dập đối thủ sẽ giúp Man City dội mưa gôn tại Etihad. Dự đoán tỷ số 3-0 cho Man City.